Liên quan tới đề xuất của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về tịch thu phương tiện của người vi phạm giao thông, nhiều nhà làm luật cho rằng việc tịch thu phương tiện của lái xe vi phạm nồng độ cồn là xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân. Theo ông Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, kiến nghị tịch thu phương tiện cần được đối chiếu với luật giao thông đường bộ và nghị định của Chính phủ về xử phạt an toàn giao thông để xem các hành vi vi phạm đó có đáng bị tịch thu phương tiện hay không. Luật pháp hiện hành áp dụng biện pháp răn đe là tạm giữ phương tiện và phạt tiền. Đề xuất tịch thu phương tiện không thể dễ dàng thực hiện vì liên quan quyền sở hữu tài sản đã được hiến pháp quy định. Còn theo ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, đề xuất tịch thu ô tô nếu lái xe có nồng độ cồn cao của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia là không hợp lý, bởi về nguyên tắc xử lý người vi phạm có thể phạt tiền, thậm chí tạm giữ hành chính hay có những biện pháp khác, chứ không thể tịch thu tài sản. Ông Thảo cũng cho rằng ô tô là tài sản lớn, hợp pháp của cá nhân chứ không phải là phương tiện gây án. Hơn thế, người vi phạm có thể đi xe mượn của người khác, người cho mượn xe không vi phạm thì làm sao có thể tịch thu xe của họ. Theo giới luật sư, bản thân đề xuất của Ủy ban An toàn Giao thông đã mâu thuẫn. Nội dung đề xuất này tước giấy phép lái xe thời hạn 24 tháng là một chế tài nhẹ, nhưng đi kèm với nó lại là tịch thu phương tiện, chế tài nghiêm khắc vô hạn. Giới luật sư cho rằng việc tịch thu phương tiện là xâm phạm quyền tự do sở hữu tài sản của công dân.